Bắt đầu. Dây đầu tiên là dây đen đỏ. Đỏ sọc đen. Đỏ sọc đen. Nguồn ắc quy vào. Dây điện đỏ sọc đen này là dây nguồn ắc quy vào. Ta sẽ bật cái này lên thì dây đỏ sọc đen lúc nào cũng phải có điện. Khi bật ổ khóa lên, tắt ổ khóa đi là mất. Bật ổ khóa lên là có điện. Đúng chưa? Ok. Đây là dây đỏ sọc đen là dây nguồn. Dây tiếp theo, dây số 2 vàng sọc là xanh. Dây vàng sọc xanh. Dây vàng sọc xanh này thì chạy từ đâu vào và chạy từ đâu lên thì ta lại kiểm tra tiếp. Sau khi ta dùng bóng thổi, ta cắm vào dây xanh sọc vàng này thì chính là cái dây mà chạy từ cái công tắc đè đè này đè. Chạy xuống IC dương ắc quy sau khóa sau phanh sau phanh chạy vào công tắc đè. Công tắc đè. Từ công tắc đè có dây vàng sọc xanh chạy xuống IC. Khi bóp phanh, công tắc đè có điện. Đúng không? Bóp phanh lại điện, em bóp phanh cho anh. Bóp phanh vào là công tắc đè có điện. Công tắc này ấn cho cái này. Ấn cho cái nút đè này. Thì nút đè này truyền tín hiệu không phải là ra dây đè mà truyền tín hiệu xuống IC. Thì dây này là dây dương chạy từ nút đè xuống IC. Nhá. Sao? Thì toàn nào tốt. Đúng không? Tốt. Tốt. Khi bấm một cái là điện của ta đã đến đây rồi. Đấy. Tiếp dây thứ hai, dây thứ ba. Dây thứ ba là dây xanh biển. Dây biển sọc vàng. Sọc vàng. Là dây gì? Dây xanh biển sọc vàng chính là dây khiển từ mâm điện đi lên. Thì dây này thì ta chỉ cần chuyển về lốc ôm. Đấy. Sau đó là ta sẽ cắm một dây vào dây 123 đây. Dây sọc vàng. Lúc này ta dí 4 2 3 3. Thì lúc này đồng hồ ta sẽ hiển thị là 121,7 ôm. Vậy là đủ điều kiện cho khiển hoạt động. Đúng chưa? Vậy là dây thứ 3 là dây khiển, đúng chưa? Nguồn là 1 này. Tín hiệu của đè xuống là 2 này. Khiển là 3 này. Đây này là dây gì? Dây này và dây hồng bên dưới là hai cặp của cái dây này là dây đây, dây báo nhiệt độ của động cơ. Hai dây này chạy xuống đây. Ta chỉ cần đo hai dây này vào hai dây này thông là được. Đây, hai dây này là hai dây này đây, một dây hồng đây và một dây xanh sẫm đây. Hai dây này thông với hai dây này. Là ok. Đấy, mình chỉ cần đo thông mạch. Là ok. Là vậy vậy. Nên là chiếc con đấy không có chạy được. Đúng rồi. Nó chỉ báo nhiệt nó độ. Nó không báo đây, con này là báo nhiệt độ. Báo nhiệt độ đây. Đây ta sẽ bật về lắp kiểm tra thông mạch. Còi kêu này. Đây. Còi kêu này, đúng chưa? Bây giờ ta sẽ cắm một dây vào dây này. 1 2 3 4 5. 3 4 5 dây. Đây. Một dây sẽ dí vào dây này. Đấy. Còi kêu đúng chưa? Đúng thông chưa? Đấy. Tiếp tục dây hồng bên dưới đối diện luôn. Thì sẽ vào dây hồng này. Đấy, thấy chưa? Đúng chưa? Rồi. Vậy là nhớ nhá. Xong. Hai cặp dây này hồng và xanh sẫm đối diện nhau này. Rồi. Là cặp dây tín hiệu nhiệt báo nhiệt độ về xem. Đây là xuống hai cái cặp dây này là xuống con cảm biến nhiệt độ ở đây. Xe này chỉ có một cảm biến nhiệt độ thôi. Cảm biến nhiệt độ đấy. Đây là hai dây này. Đặc trưng của Honda là hai dây này là dây cảm biến nhiệt độ này. Tất cả Honda này. Tiếp. Đây là dây tiếp theo đúng không? Đây là dây số 4 rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 4. Tiếp dây số 5. Dây số 5 là dây gì? Xanh. Dây này là dây mát từ khung sườn cấp ở IC. Ta chỉ cần đo thông mạch bằng cách là một cái cắm vào đây. Đúng nha. Cắm là mát. Một cái dí là mát. Đồng hồ ta chỉ trong mạch 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng chưa? Mát. Mát đâu ta có thể dí bất kỳ cái dây nào là dây mát là được. Dí vào sườn luôn. Đấy. Đúng chưa? Đấy. Đây là dây mát. Dây này là dây gì? Da bobin này. Dây vàng sọc đỏ không phải là dây bobin mà dơ này là dây da dơ đè đè. Khi nó nhận IC nhận được tín hiệu của cái dây màu này có điện cấp vào, lúc này IC làm việc sẽ cấp mát cho thằng này chạy ngược từ đây
vào dơ đây này, đấy vào dơ này, vào dơ này đây, đằng số đó đây. Và lúc này là Dương đã chờ sẵn ở dơ này, gặp phải thằng Mát cấp xe lên là dơ đen đánh điện và nó khởi động cho đề. Vậy dây vàng sổ đỏ này chính là dây khởi động của đề mà tất cả các con đà đều như nhau, cái thì cấp lửa, cái thì cấp mát, nhưng đa phần là nó cấp mát. Được chưa? Xong. Hết chưa? Tiếp. Còn tiếp tục dây tiếp theo là dây xanh sọc hồng. Sọc hồng là dây gì? Dây xanh sọc hồng này chính xác nó là cái dây màu này. Đấy. Dây này thì chạy đâu? Dây này thì chạy vào cái con dơ le điện của chế. Dơ le điện của chế. Đấy. Dơ le điện của chế là nó sẽ nhận tín hiệu để mà điều chỉnh sang gió cho phù hợp. Tiếp tục xuống dàn dưới thì dây màu này là màu xanh nhạt sọc đỏ. Đấy, thì là dây này kiểu như là dây mo của xe số rồi đúng không? Phải không? Mo xe số đúng không? Dây này nó sẽ chạy lên đường dây này, chạy qua đây và nó lên đảm bảo nhiệt độ. Đấy. Báo nhiệt độ. Tức là khi nhiệt độ cao quá thì ICM nó sẽ thông qua con cái này, đúng không? Thì nó sẽ thông qua hai cái dây này là hai dây nhiệt độ, mà khi mà nó báo nhiệt độ lên là nhiệt độ cao quá, đấy, không có nước mát thì lúc này nó sẽ báo tín hiệu lên đây và nó báo lên đây, nó bắn tín hiệu ở đây, nó cấp mát lên đây, đấy, nó cấp lên đây và lúc này khi đèn sẽ sáng, đèn nó sẽ sáng lên ở đây, đấy, thấy chưa? Đèn nó sẽ sáng đấy. Tóm lại là dây này lên tín hiệu để báo đèn, báo đèn quá nhiệt độ. Ừ. Thế còn cái dây tiếp theo ở bên dàn dưới là dây gì? Đây bây giờ con lật ngược lên này. Dây tiếp theo tính từ 1 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 dây thứ 9. Dây 9 đặt cái như này thì tính từ 1 ở đây. Nguồn đi. Dây 9 là dây gì? Dây thứ 9 là dây mát từ chân trống lên. Mát chính chạy trong chân trống và từ dưới đấy nó dây xanh sọc trắng. Xanh sọc trắng. Đây, xanh sọc trắng đây. Xanh sọc trắng. Chạy lên đây để cấp mát với IC, nếu không có cái dây này thì IC cũng không làm việc. Đấy. Riêng mát của nó dành riêng rồi nhưng mà nó vẫn phải cấp mát thêm nữa. Vậy là hai mát đúng không? Rồi. Đây là mát này, mát chính này. Đây là mát chân trống này, để khởi động đề này. Đấy. Là phải có. Một dây hồng này là dây chung với thằng trên này để nhiệt độ động cơ. Nhiệt độ động cơ. Còn dây cuối cùng là dây chạy cho mobin. Đen sổ vàng. Đen sổ vàng. Đấy, chạy mobin. Hết. Được chưa? Rồi. Hiểu các dây như nào? Hiểu rồi. Hiểu dây như nào? Đây, chia nằm hai bên đây. Bên trên là 2, 4, 5, 6, 7 dây. 7 dây thì đầu tiên là nói lại này. Dây này nguồn cấp vào sau của khóa này. Dây này là dây tín hiệu từ nút đè xuống này. Cấp dương xuống này. Dây này là dây khiển này. Từ mâm điện đi lên này. Dây này là dây tín hiệu của báo nhiệt độ này. Đấy. Dây này là dây mát từ khu sườn vào này. Dây này là dây cấp mát cho dây đè này. Được chưa? Dây này là dây cảm biến của chế này. Cảm biến dây điện chế này. Dây này là tín hiệu báo nhiệt độ này. Nhiệt độ dây cơ. Này là tín hiệu báo của nhiệt độ động cơ này. Dây cuối cùng là mô bin. Dây là mô bin này. Hết. Bây giờ mục đích cuối cùng của nó là không lổ thì ta phải đo tất cả các dây này là đúng nhiệm vụ của nó. Còn có một số nhiệm vụ nó không được cũng được. Ví dụ như bây giờ trường hợp mà dây tín hiệu động cơ này mà nó không báo nhiệt độ thì không ảnh hưởng gì lắm. Thì nó chỉ là lổ lên nó báo nhiệt độ hay không thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, nó không ảnh hưởng gì, không lổ. Đấy, dây mát này bắt buộc phải có này. Dây đè này khi bắn là bắt buộc phải có. Bắn buộc phải có, nếu mà IC không làm việc thì thằng này cũng không có điện luôn. Nhưng muốn IC làm việc thì đầu tiên là phải cấp nguồn này. Khởi động này. Khởi động đe này là phải có này. Khiến là phải có này. Đây, mát là phải có này. Bắt buộc mát ba thằng này đều phải có này. Mát phải có này. Tiếp tục. Thằng mát của chân trống giữa bên dàn dưới này là phải có này. Đấy, khi nó có cái này thì điện nó ra mô bin hay không cái việc của nó. Đúng không? Để ra một phần mô bin cũng phải ra. Có cái mà không ra thì cũng hỏng. Nếu bây giờ ta không làm việc là mình tính sau. Bây giờ nào nó không có tín hiệu gì cả. Bây giờ đấy là do thằng IC. Đầu tiên là ta phải kiểm tra cái nguồn vào này.
đấy, nguồn vào nó bóng sáng bình thường này, đấy, gặp phải mát sáng này. Thứ hai là tín hiệu của đây này, có phanh này, có này, đúng chưa? Đấy. Cái thứ ba là gì? Khiển. Khiển phải khiển. Quay nó mới có. Không, có ôm. Ôm lấy mình đo được bao nhiêu gì? 127 ôm. Đây. Đây. Đấy, nó đang nhảy lên. Bây giờ nó lên hẳn đây này, 137 ôm rồi này. Đấy, 137 ôm là cao nhất. Được, ok. Là được. Vậy là khiển được này, nguồn được này. Bây giờ yêu cầu là mát được này, đúng không? Mát thì ta kẹp dương tí. Cái kia kẹp dương tí được. Kẹp dương được. Kẹp vào dương này. Vào chọc mát này. 1 2 3 4 này. 1 2 3 4 này. Đấy, sáng. Điện sáng kìa. Đấy, vậy là mát vào có này. Mát chân trống có chưa? Mát chân trống này 1 2. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Cái cầu trống của nó sẵn sàng nhỉ. Tập dần không được. Ăn trống mình đâu trực tiếp này vẫn chưa có này đúng không? À có rồi này. Có rồi. Đấy, thế rồi gọi cắm đi xem vào trực tiếp mà được rồi. Thế trống đấu trực tiếp rồi. Ừ. Giờ chứ. Đấu ở đây à? Cũng sẵn sàng. Đây đâu đây đúng không? Ừ. Đây đấu trong này. Cô ở đây. Đấy, bây giờ ta sẽ là khởi động. Ok. Nhiều IC này qua sống lên không? Nó cũng chết. Cái đầu bây giờ lại sống. Ô nó nóng rác. Rồi. Được chưa? IC làm việc. Đó. Bật chìa khóa lên này. Bóp phanh vào này. Đây này. Không có tín hiệu gì. Vậy là IC nguéo. 100% IC nguéo. IC tèo. Ừ. Đấy. Đầy đủ nhiệm vụ đó. Mát cấp rồi. Mà IC không chạy. IC không chạy. Đây là toy IC. Người ta chỉ cần ra lấy IC thôi. Đấy, đủ nhiệm vụ này, nguồn vào có này, mát vào có, chân trống có này. Ừ, đúng rồi, đẩy đúng rồi, đẩy thôi. Hả? À, đẩy gì? Không ai đâu đẩy thì đẩy. Không, này về đây rồi, không được, chết. Sao chết thì giữ thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Ừ. Video chúng tôi kết thúc ở đây. Ừ.